Bỏ nó ra, dính nè. Đây, đây, móc ra. Nè, dính đuôi nè, thấy chưa? Luôn bự dí ra. Khoan nó nằm mút nữa không? Nó hơi tỉnh. Trời ơi. Nó không được luôn. Nó tỉnh nè. Ok. Đã, lương tỉnh luôn à. Làm vui mà ha. Mở hàng rồi cả nhà. Còn chữa cho nó sạch. Được rồi, vô đi chút nó thảy mắt đi. Đi. Ghê. Luôn mạnh chứ. Mạnh cũng khiếp. Luôn đó. Nằm hàng rõ, rõ mà. Con. Mày lại rửa tay nha. Luôn mở hàng. Động đây rồi. Cửa cửa. Trong bờ. Để lấy vô xuống. Nè. Ló đồ ra luôn. Chưa, ló cái đúng. Ló luôn rồi, coi. Ừ, ngang ngửa con nãy á. Vô. Con thứ hai kìa. Bằng con nãy. Đây con. Nắm con này luôn. Nắm hai con luôn. Hai con đã. Cho nước vô. Con nghe táp đi con. Nè đang nghe táp nè. Nhà nghe táp nè. Trời nó lúa cái đuôi lên luôn kìa hay à. Ủa. Lương nữa kìa. Lương. Lương này chắc lương nhỏ hả? Nhỏ lương nhỏ. Trời ơi, lương bự luôn. Trời. Nè, thấy không? Trời, nhỏ hơn hai con nãy. Ý, nó tỉnh. Lương này mạnh điện nha. Trời ơi, táp thì ghê. Thấy không? Ừ. Quyên. Ui. Cá lóc hả? Hai ba con luôn con. Qua đây con cá, đây trong đây con gì nó cựa con bờ đi quá trời luôn. Hai ba con. Ồ con lươn con. Trời vô mánh nữa rồi. Nè. Lươn nè. Con này nhỏ. Con này nhỏ. Đã ghê không? Trời này hên quá. Nay bắt chúng con cồ. Nè, cá nằm quậy luôn nè con. Nè, ồ cá lóc. Trời, cá bay, con này bay đâu vậy? Trời đấy chứ. Chứ vậy luôn. Nhỏ, con này nhỏ. Nhỏ. Con này còn nào nữa. Rồi, nhìn nè. Trời. Bung lên luôn. Lương này bị con gì cắn lên nè. Hẹo không? Bị gì cắn mình mẩy nè. Con nào cắn hả? Thấy không? Hay gì nó đừ đừ. Con này bị gì cắn, hay lúc này lương chỗ này nó bị có phải bị hút. Gì cắn nó. Kỳ vậy ta. Cái con nó còn. Thì lên tim mà. Tim kìa. Trời, trời. Nè, lươn nè. Cặp lươn á. À? Ừ, cặp luôn. Trời, đã nha. Đã, con này dằn thật luôn. Khúc trên với khúc này là lương thôi. Con này vàng thật luôn. Đã ghê quá nha. Con này nữa. Đã ghê chứ mơ này. Mấy hang này thì tùy vậy ta. Tìm nữa kìa. Rồi lên tim kìa. Tim. Tim. Lương còn nữa không? Lương lương không lớn nè. Con này lạng. Thì nhỏ không có lạng nữa. Lụm đi ha. Lụm. Chuyện thật luôn ha. Chuyện thật. Đó. Em biết nhỏ lên tim biết nhỏ. Có lại tim bự rồi nó cái tim nó phải tay trái mình. Nghe càng gần càng hay luôn á. Nghe gần càng luôn.
lóc mà con. Cá lóc. Tướng lươn chứ. Tướng lươn còn. Chờ ở bùng không? Chờ không? Đây có nước nè. Coi có nó ngậm sình nè. Chờ nguyên đóng sình. Móc lên cá là biết nó ngậm sình nè. Sình không. Ui da. Cho vô đi ha. Con nào cũng hay. Hay quay ra mới quay được. Hai dí nó hút cái lần cái nó phi. Phi. Nó phi nhiều. Hút bóng hai vòng tại đứng. Con đi sao rồi nó mới đi từ từ. Ý, cá nó phi, cá nó phi. Trời ơi, con cá bự. Cá bự nha. Con bự rồi, dạ thật luôn rồi cả nhà. Trời. Con này. Ủa, con ơi. Đâu? Nè. À. Thôi thả cái này đi. Thả cái này đi. Hàng gì nó yếu. Thả nó đó đi. Thả đi. Okay. Bắt cá khác đi. Bắt cá khác đâu? Hả? Trời lúa đầu lên kìa. Từ để lại quay cho nó đẹp. Đây. Cá mè đi. Nãy giờ dính cá lóc. Nè con cá mè. Con cá mè. Mình nãy giờ dính cá lóc rồi cả nhà. Bự luôn chứ. Lụm lụm cá mè luôn rồi cá mè vậy nè. Ui đằng đó. Ý. Trời ơi. Giờ phải dí nữa nè. Rồi. Dính rồi. Cái cọc ngay cái đây rồi nó kỳ ta. Con gì nghe cái cọc nó ghê á. Ốc á. Ốc hả? Trời. Nè. Thì có hai ốc này luôn. Gì nó này. Nè, cái này cả nhà, tổng kết cái đồ kìa. Dướng chiến chai nước chai nước đây thả không con này vừa mảnh luôn lương lương ngon ghê con này bự nhất con này mấy con này lương hàng to bự ghê thả cần thử hàng này coi ha. Ừ. Đây. Cần thử hai lương bự rồi. Con này bự ha. Con này mấy lần? 4 lần yếu. Con này trơn quá. Con nó 4 lần yếu, con này chắc phải trên 4 lần. Trời ơi. Có hai con này bự, hai con 8 lần. Cho mèo con cá rô phi đi ha. Ừ. Hai con. Mèo mèo mèo. Mèo 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 mèo. Mèo mèo mèo. Nghe tiếng mà không thấy hình. Mèo mèo. Nè con. Nè. Trời vô. Trời vô. Nó ngại nữa này. Để về tôi căng. Con quay nó quay ra nó quay nó quay lên. Cái nó. Vô bay luôn. Bay lên luôn phải không? Ngày nào cũng vậy ha. Đây coi được bao nhiêu luôn không? 1 2 3 4 5 6 7 2 con này nhỏ, 2 con luôn. 9 con lươn. 3 4 cái lóc. 1 cá lại ốc. Thôi, kết thúc video. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe.